Xin được nồng nhiệt thân hoan chào đón toàn thể quý vị khách quý, quý bà con cô bác, quý đồng hương ngày hôm nay đang hiện diện tại nhà hàng Đông Đô trong chương trình Gặp Mặt Thường Niên Ân Tình Xứ Nghệ 2024. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, cứ mỗi năm đến thì Hội Đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Cộng Hòa Séc chúng ta lại có một buổi giao lưu gặp mặt của bà con đồng hương, dâu rể cũng như toàn thể quý vị khách quý ngày hôm nay đang hiện diện có mặt tại đây. Chúng ta ôn lại những kỷ niệm, đặc biệt là chúng ta với tình đồng hương, yêu mến, đoàn kết và ngày càng phát triển. Hội Đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Cộng Hòa Séc được sự chung tay của toàn thể bà con đồng hương và đặc biệt những sự giúp đỡ của ban tổ chức, chúng ta đã có nên một chương trình, một hội đồng hương ngày càng lớn mạnh. Và bây giờ đây, cho phép Lê Hoàng xin được trân trọng cảm ơn tới tất cả các quý vị khách quý, quý bà con cô bác đã đến đây chung vui cùng giao lưu gặp mặt trong chương trình Ân Tình Xứ Nghệ 2024 của Hội Đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Cộng Hòa Séc. Thưa quý vị, về phía các hội đoàn cũng như là các vị đại diện đến từ tất cả các hội đoàn đang hiện diện có mặt ngày hôm nay, cho phép Lê Hoàng trân trọng được giới thiệu. Về phía Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng Hòa Séc, trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Diệu Linh, tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng Hòa Séc, trưởng ban công tác cộng đồng. Xin được trân trọng cảm ơn và cho phép Lê Hoàng trân trọng giới thiệu ông Trần Trung Hiếu, thường trực ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng Hòa Séc. Xin quý vị một tràng pháo tay để chào đón. Xin được trân trọng cảm ơn và trân trọng giới thiệu ông Hoàng Đình Thắng, chủ tịch Liên Hợp Hội Người Việt Nam tại châu Âu cùng phu nhân. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Nam, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Cộng Hòa Séc. Và đặc biệt có sự hiện diện của các quý vị khách quý, quý vị đại diện của các cơ quan, tổ chức, hội đoàn, các hội đồng hương, các tỉnh thành Việt Nam tại Cộng Hòa Séc đã có mặt ngày hôm nay giao lưu cùng với chúng ta. Kính thưa quý vị, không thể thiếu đó là sự hiện diện đông đủ của toàn thể bà con đồng hương Nghệ Tĩnh, dâu rể và những người yêu mến quê hương Nghệ Tĩnh đang có mặt tại nhà hàng Đông Đô buổi tối ngày hôm nay. Xin quý vị dành những tràng pháo tay thật lớn để chương trình Gặp Mặt Thường Niên Ân Tình Xứ Nghệ 2024 chính thức được bắt đầu. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, để khai mạc cho chương trình buổi tối ngày hôm nay, cho phép Lưu Hoàng xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu Chủ tịch Hội Đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Cộng Hòa Séc. Trân trọng kính mời ông Đinh Ngọc sẽ có bài phát biểu cũng như là cảm ơn tới quý vị. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa bà Nguyễn Diệu Linh, tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng Hòa Séc. Kính thưa ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên Hiệp Người Việt tại châu Âu và phu nhân. Kính thưa ông Vũ Nam, Phó Chủ tịch Hội Trung ương Hội Người Việt Nam tại Cộng Hòa Séc. Kính thưa các vị khách quý, đại diện cho các cơ quan, hội đoàn, các hội đồng hương của các tỉnh thành Việt Nam tại Cộng Hòa Séc. Thưa toàn thể bà con, cô bác, các anh, các chị, con, cháu, dâu, rể, Nghệ Tĩnh và bạn bè yêu mến quê hương Nghệ Tĩnh. Xứ Nghệ bao gồm vùng đất Nghệ An và Hà Tĩnh, từ huyện Quỳnh Lưu ở phía Bắc cho tới Kỳ Anh, Hà Tĩnh ở phía Nam, với chiều dài khoảng gần 200 km. Tuy hai vùng hành chính khác nhau, nhưng về mặt văn hóa thì lại là một. Nghệ An và Hà Tĩnh tuy hai mà là một, một tiểu vùng văn hóa thống nhất. Kỳ thực, người Nghệ An và Hà Tĩnh trong nếp nghĩ và lối sống sinh hoạt hàng ngày, ít khi có sự phân chia rạch ròi đâu là Nghệ An, đâu là Hà Tĩnh. Cũng vì thế mà tất cả bà con, cô bác, các anh, các chị, con cháu, dâu rể của quê hương Nghệ Tĩnh đã khẳng định là Nghệ An và Hà Tĩnh là một, không thể tách rời, và quyết tâm thành lập Hội Đồng Hương Nghệ Tĩnh tại Cộng Hòa Séc. Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết: quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người.
Quê hương hai tiếng thiêng liêng là nơi ngàn xưa tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta định cư và an cư lạc nghiệp tại đó. Vì vậy, dù có ở phương trời nào hay đang ở trong hoàn cảnh nào, thì quê hương vẫn mãi mãi là kỷ niệm của mỗi chúng ta mà không bao giờ phai nhạt. Thay mặt Hội đồng hương nghệ tính tại Cộng hòa Séc, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn các vị khách quý, các vị đại biểu, bạn bè thân hữu, quê hương xứ nghệ, các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, báo chí, truyền thông và toàn thể bà con cô bác của quê hương xứ nghệ đã đến dự chương trình gặp mặt thường niên và ân tình xứ nghệ 2024 của chúng tôi hôm nay. Kính thưa quý vị, thực hiện tôn chỉ mục đích và điều lệ của hội đề ra, ít nhất mỗi năm một lần tổ chức giao lưu gặp mặt cho toàn thể bà con cô bác trong hội. Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương xứ nghệ, tất cả vì một hội đồng hương nghệ tính tại Cộng hòa Séc, quê hương thứ hai của chúng ta, vì tương lai của con cháu chúng ta đang trưởng thành, sinh cơ lập nghiệp tại Cộng hòa Séc, để xây dựng một hội đồng hương nghệ tính vững mạnh, phát triển, một sân chơi bổ ích, thực sự có ý nghĩa cho tất cả những người con của quê hương xứ nghệ đoàn kết, chung sức, chung lòng, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển nơi đất khách quê người. Với tinh thần đó, thay mặt Ban chấp hành hội, tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình ân tình xứ nghệ 2024 của Hội đồng hương nghệ tính tại Cộng hòa Séc. Năm 2023, Hội đồng hương chúng ta đã tổ chức thành công tốt đẹp đại hội lần thứ 3 của hội, đăng cai và tổ chức thành công giải bóng đá đồng hương xứ nghệ tại EU lần thứ 2 tại Praha. Đội bóng Sông Lam xứ nghệ của chúng ta đoạt cúp vô địch. Tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, thể dục thể thao của các tổ chức, hội đoàn khác trong cộng đồng Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Hàng năm, đội bóng đá Sông Lam xứ nghệ cũng tham gia giải thanh niên sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Để gìn giữ, bảo tồn và phát triển di sản văn hóa phi vật thể của quê hương xứ nghệ, hội vẫn duy trì và phát triển được câu lạc bộ dân ca Ví Dặm tại Cộng hòa Séc. Hội luôn luôn thăm hỏi, động viên, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của các hội viên của hội trong cuộc sống. Những thành tích đó không chỉ có ý nghĩa đem lại nguồn động viên, an ủi to lớn cho tất cả hội viên, mà còn có tác dụng đem lại niềm tin cho mọi người xích lại gần nhau để xây dựng hội ngày càng vững mạnh. Tập thể hội và nhiều cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen. Hội đã trao tặng 13 bằng khen và 29 giấy khen cho các cháu đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao, nghệ thuật, v.v. Vào dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch năm 2023, hội đã tổ chức được nhiều đêm ca nhạc do các văn nghệ sĩ trong nước sang biểu diễn phục vụ bà con vui Giáng sinh và đón chào năm mới 2023. Bên cạnh các thành tích mà hội ta đạt được trong năm qua thì vẫn còn một số yếu điểm mà chúng ta chưa khắc phục được. Cụ thể là số lượng bà con đồng hương ta tham gia chưa đông đủ, ủy viên ban thường vụ và ban chấp hành chưa phát huy hết nhiệt tình của mình phục vụ cho hội, các thông tin chưa được cập nhật kịp thời, đầy đủ tới bà con, hội viên và đặc biệt là ban chấp hành lười đi họp. Phương hướng hoạt động sắp tới của hội: một, tiếp tục phát huy và thực hiện tốt cương lĩnh điều lệ và tôn chỉ của hội đề ra, chuẩn bị tốt công tác kiện toàn tổ chức của hội vào tháng 5 năm 2025. Hai, phát hiện để động viên khuyến khích các cá nhân có năng khiếu về học tập, nghiên cứu khoa học, thể thao, văn hóa nghệ thuật. Ba,
tiếp tục thành lập các chi hội nghệ tĩnh tại các địa phương. 4. Tổ chức giao lưu với các hội đồng hương nghệ tĩnh tại các nước khác để các anh chị em nghệ tĩnh tại Cộng hòa Séc có cơ hội mở rộng tầm nhìn, học hỏi kinh nghiệm trong cuộc sống, công việc và kinh doanh. 5. Củng cố và phát triển tình đoàn kết của đồng hương xứ Nghệ, vận động tạo điều kiện để toàn thể bà con đồng hương tham gia hội. 6. Tổ chức giao lưu cho thế hệ trẻ của đồng hương nghệ tĩnh tại Cộng hòa Séc và các nước khác để các cháu có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về nguồn cội của quê hương đất nước, mở các cuộc thi tìm hiểu về phong tục tập quán, lịch sử văn hóa và con người xứ Nghệ. 7. Tham gia tích cực vào các hoạt động của các hội đoàn khác trong cộng đồng Việt Nam tại Cộng hòa Séc. 8. Duy trì và phát triển câu lạc bộ dân ca Ví Dặm và đội bóng đá Sông Lam xứ Nghệ của hội tại Cộng hòa Séc. Trên đây là một số thành tích mà năm qua hội ta đạt được cũng như phương hướng hoạt động sắp tới để phấn đấu. Kính mong toàn thể hội viên, đặc biệt là ban lãnh đạo của hội cố gắng đem hết khả năng, nhiệt tình để xây dựng hội ta ngày càng phát triển vững mạnh. Thay mặt ban chấp hành hội, xin chân thành cảm ơn quý vị khách quý, toàn thể bà con cô bác, truyền thông báo chí, anh chị em văn nghệ sĩ, các nhà tài trợ, các mạnh thường quân đã bớt chút thời gian vàng ngọc đến chung vui và đóng góp phục vụ cho ngày hội thường niên của Hội Đồng Hương Nghệ Tĩnh chúng tôi. Chân thành cảm ơn nhà hàng Đông Đô đã tạo điều kiện tốt nhất cho hội và phục vụ một bữa ăn ngon miệng. Kính chúc toàn thể quý vị khách quý và bà con cô bác thật nhiều sức khỏe, có cuộc sống hạnh phúc và thành đạt trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Kính chúc quý vị một buổi tối thật đậm đà, vui vẻ, mang đậm nét văn hóa của quê hương xứ Nghệ. Xin chân thành cảm ơn. Sau đây tôi xin giới thiệu để công khai tài chính minh bạch cho tất cả quý vị cũng như là bà con hội viên chúng ta biết là hiện nay số quỹ của chúng ta sẽ còn bao nhiêu và trong năm qua chúng ta đã chi tiêu những khoản gì. Xin mời anh thủ quỹ và kế toán của hội là Nguyễn Văn Thường lên thông qua tài chính công khai của hội ạ. Xin mời anh. Thưa ban lãnh đạo và thưa quý vị khách quý, các đoàn đội, thưa các ông các bà, các anh chị em cùng các cháu, tôi xin trân trọng kính chúc quý vị khách quý cùng toàn thể hội đồng hương luôn vui khỏe, bình an, hạnh phúc và thành đạt trong mọi lĩnh vực công tác. Hôm nay tôi xin tạm thời kinh tế công khai từ ngày 4 tháng 6 2023, tức là năm ngoái chúng ta đại hội, cho đến ngày hôm nay là 18 tháng 5 2024 như sau. Số dư mà chốt sổ từ ngày 4 tháng 6 2024 là còn 1.044.263 Kuron, cộng với 216.936 Kuron là cái số dư mà còn lại của cái đêm đại hội chúng ta còn thừa lại. Chúng ta cộng lại thì nó dư là 1.261.199 Kuron. Bây giờ 1.261.199 Kuron này ta mới trừ đi cả các khoản chi. Trừ các khoản chi từ ngày 5 tháng 6 2023 cho đến ngày 18 tháng 5 hôm nay, chốt sổ trong cái ngày 18 tháng 5 2024 là chúng ta chi một chi cho đối ngoại tham dự các hội đoàn là 121.750 Kuron. Hai, chi cho phụng viếng thăm hỏi ốm đau 22.000. Ba, chi cho các chi hội các tỉnh 20.000 Kuron. Chi cho hoạt động văn hóa nghệ thuật 50.000 Kuron. Vậy thì tổng chi của chúng ta cộng lại là bằng 213.750 Kuron. Vậy thì số dư mà trừ cho số chi đến ngày 18 tháng 5 2018, tức là có 1.261.199 Kuron trừ đi 213.750 Kuron
thì số dư hiện tại của chúng ta đến ngày hôm nay là còn 1.047.449 Kuron. Trong cái báo cáo này là được kiểm tra chi tiết cụ thể của cái ban kiểm tra và chứng thực trong cái các khoản chi của tôi. Thì tôi là Thử Quỷ, còn trưởng ban là Nguyễn Thành, và phó ban là Hồ Huyền và phó ban là Lê Huy Khôi. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một bữa ăn ngon miệng. Xin cảm ơn. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn bởi bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng hương người tính tại Cộng hòa Séc, ông Đinh Ngọc, cũng như là bài tổng kết tài chính rất là ngắn gọn. Nhưng mà chắc chắn rằng là quý vị cũng ta đã nghe được cũng như là hiểu được trong những năm qua, Hội đồng hương người tính đã làm được những gì và phương hướng hoạt động trong năm tới. Hội chúng ta cần phải cố gắng thêm những chương trình gì để góp phần cho đời sống tinh thần của bà con xứ Nghệ của chúng ta ngày càng phong phú. Thưa quý vị, và hôm nay thì với chương trình Ân tình xứ Nghệ 2024, như quý vị đã biết, ví dặm của xứ Nghệ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Thưa quý vị, rất nhiều câu hò điệu ví, rất nhiều ca khúc trong những năm tháng qua đã in đậm vào tâm khảm của những người con xứ Nghệ, cũng như là những người yêu mến những làn điệu dân ca xứ Nghệ. Hôm nay, một chương trình rất nhiều màu sắc cũng như rất nhiều bài hát hay của Ân tình xứ Nghệ 2024 do câu lạc bộ Ví Dặm của Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Cộng hòa Séc cùng với tất cả các anh chị, những người yêu mến quê hương Nghệ Tĩnh đang có mặt ngày hôm nay, chúng ta làm nên một chương trình văn nghệ để cho quý vị chúng ta vừa thưởng thức ẩm thực cũng như là vừa thưởng thức chương trình nghệ thuật Ví Dặm miền quê Nghệ Tĩnh. Thưa quý vị, ngày hôm nay để khai mạc cho chương trình cũng như là để cho quý vị chúng ta nâng ly chúc mừng sức khỏe của nhau, và xin mời lên sân khấu Chủ tịch Đinh Ngọc cùng với các phó chủ tịch cầm ly rượu của mình lên sân khấu để khai tiệc cho buổi tối ngày hôm nay, được không ạ? Trân trọng kính mời các phó chủ tịch cũng như là Chủ tịch Đinh Ngọc sẽ bước lên sân khấu, và xin mời tất cả các quý vị chúng ta sẽ chuẩn bị những ly rượu của mình để khai tiệc cho buổi tối ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời các phó chủ tịch thường trực của Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Cộng hòa Séc cùng với Chủ tịch Đinh Ngọc sẽ bước lên sân khấu và cầm trên tay là chiếc ly của mình để cùng nâng ly và khai tiệc, cũng như là kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng nhập tiệc. Thưa quý vị, ở trên bàn tiệc thì xin mời quý vị chúng ta sẽ rót rượu đầy ly, có những chai rượu mạnh, những chai rượu vang cũng như là những ly bia quý vị chúng ta sẽ chuẩn bị để chúng ta khai tiệc cho buổi tối ngày hôm nay. Vâng ạ, kính thưa quý vị, ban lãnh đạo của Hội đồng hương Nghệ Tĩnh Cộng hòa Séc với những cố gắng vượt bậc của mình trong những năm tháng qua đã chèo lái con thuyền Ví Dặm cũng như là người con xứ Nghệ của chúng ta đi đến những chương trình cũng như là những buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa. Thưa quý vị, và hôm nay trên sân khấu lúc này đó là các vị chủ tịch cũng như là phó chủ tịch của hội. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nâng ly ạ. Xin mời quý vị ở phía dưới thì trân trọng kính mời quý vị chúng ta nâng cao ly của mình lên, cho phép Lê Hoàng bắt nhịp để chúng ta khai tiệc cho buổi tối ngày hôm nay với chương trình Ân tình xứ Nghệ. Xin mời ạ. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Xin chúc quý vị có một buổi tối thật vui vẻ cũng như là thưởng thức ẩm thực thật ngon miệng. Chương trình nghệ thuật 2024 Ân tình xứ Nghệ xin phép được bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị. Là nỗi nhớ niềm thương.
Dằm ơi, không chỉ não mình sau lùi trẻ làng, khung cười nhỏ luống rau danh đời móng tâm kéo kèn, gọi bạn mình ơi những đêm trắng hò hẹn. Trăng vượt sóng gió trùng mờ khơi, vì dằm ngân lên lòng lòng mây trời, bao khát vọng tình yêu của bao đời người nghề, dẫu có ngàn lần để dấu dấu về, ta sẵn sàng thân thể để vươn xa gìn giữ nâng niu câu hát quê nhà, là dòng nói của cha, tiếng ru hơi của mẹ gửi đến mọi miền năm châu bốn bể, thanh âm ngọt ngào từ xứ nghề yêu thương. Vì rằng con thuyền quê hương chờ niềm tin tình yêu và khát vọng, bay cao bay xa biển trời lông lồng, muôn mảnh xanh trong truyền thống bao đời, vì rằng gọi bạn mình ơi vững tay lại ta vươn khơi, lời quê hương đẹp lời non ngược khắc chữ đông tấm dọn lên phía trước câu hát quê hương. Hoa nhịp nổi toàn ở cầu. Vâng ạ, xin được cảm ơn tới toàn thể quý vị khách quý, cũng như là cảm ơn tới tất cả các anh chị em trong câu lạc bộ dân ca Ví Dặm. Vâng, thưa quý vị, ca khúc Con Thuyền Ví Dặm có mang lại cho quý vị một cảm xúc dạt dào nhớ tới quê hương xứ Nghệ không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng ạ, thưa quý vị, nói đến những làn điệu dân ca Ví Dặm, không những là người con xứ Nghệ mà rất nhiều những người con đi xa quê hương đều nhớ về những cái làn điệu dân ca đó, cũng như là in đậm vào tâm khảm của những người con xa quê. Thưa quý vị, những người lớn tuổi đi xa quê hương thì chắc chắn rằng chúng ta có những cái nỗi niềm dạt dào. Nhưng mà những giới trẻ ngay bây giờ,
ngày bây giờ đây đang làm ăn sinh sống và được sinh ra và lớn lên tại những quê hương thứ hai như những quê hương châu Âu hay là những đất nước xa xôi hơn nữa. Thì các em, các cháu cũng đang được bố mẹ cũng như là những người con em xứ Nghệ chúng ta luôn luôn mở những ca khúc về quê hương xứ Nghệ, những cái làn điệu dân ca, và từ đó giúp cho các cháu, các em và các con chúng ta cũng ngấm dần những cái làn điệu quê hương đó. Thưa quý vị, một ca sĩ rất là nhỏ tuổi của chúng tôi ngày hôm nay đã bắt chuyến bay muộn nhất vào tối hôm qua từ Vương quốc Anh, ngày hôm nay đang sang đây để kịp dự cái buổi gặp mặt thường niên của Hội đồng Hương Ví Dặm, là một người con của Ví Dặm, bố mẹ rất là yêu thương cũng như là chăm chút cho con của mình, để ngấm dần những cái làn điệu dân ca đó, đã gửi cháu về quê nhà Việt Nam để học những cái làn điệu dân ca Ví Dặm, là học trò của nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu. Thưa quý vị, ngày hôm nay cháu đang có mặt ở đây. Xin quý vị dành một tràng pháo tay cho một cháu nhỏ tuổi nhất của chúng tôi buổi tối ngày hôm nay, cháu Hà Anh đến từ Vương quốc Anh với ca khúc được mang tên Dòng Nghệ Tìm Về. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn dành cho cháu ạ. Có đáng yêu không quý vị? Rồi, và bây giờ thì Hà Anh sẽ gửi tới quý vị ca khúc được mang tên Dòng Nghệ Tìm Về, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hòa. Rộng nghề đưa nhau tìm mơ về.
Quý vị, và bây giờ đây thì cho phép Lê Hoàng cùng với nữ ca sĩ Thu Hương sẽ gửi tới quý vị một ca khúc nữa, cũng là một cái làn điệu dân ca của xứ Nghệ rất là yêu thương. Ca khúc được mang tên Em Có Bằng Lòng Về Quê Mẹ Cùng Anh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Quê nghèo đứt nẻ dẫu chân chim, nước càn đông sâu nắng lên mòn gốc rạ. Em có bằng lòng về Hà Tình quê anh, em có bằng lòng về quê mẹ cùng anh. Về quê anh, nước biếc non xanh, trái ngọt tre thơm như cây muối mặn. Nói thương nhau thì thương cho đến tròn, sông cạn đá mòn vẫn giữ một lòng son. Về quê hương nghe câu ví dặn thương, câu hát thương nhau người ơi xin gửi lại. Đêm trăng thanh trao nhau lời hẹn ước, em có bằng lòng về Hà Tình quê anh. Quê nghèo đứt nẻ dẫu chân chim, nước càn đông sâu nắng lên mòn gốc rạ. Em có bằng lòng về Hà Tình quê anh, em có bằng lòng về quê mẹ cùng anh. Về quê anh, nước biếc non xanh, trái ngọt tre thơm cứ cay muối mặn. Nói thương nhau thì thương cho đến trọn, sông càng đá mòn vẫn giữ một lòng son. Về quê hương nghe câu ví dặn thương, câu hát thương nhau người ơi xin gửi lại. Đêm trăng thanh trao nhau lời hẹn ước, em có bằng lòng về Hà Tình quê anh. Về quê hương nghe câu ví dặn thương, câu hát thương nhau người ơi xin gửi lại. Đêm trăng thanh trao nhau lời hẹn ước, em có bằng lòng về Hà Tình quê anh không nào? Em bằng lòng về quê mẹ cùng anh.
về quê mẹ cùng nhau. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Thu Hương, xin cảm ơn quý vị. Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, liên tục chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ được đắm chìm vào những cái làn điệu dân ca xứ Nghệ. Và trong cái ca khúc này thì quý vị sẽ được thưởng thức lần lượt các cái làn điệu đó, cũng như các câu hò, những điệu ví rất là ngọt ngào, với một ca khúc rất nổi tiếng được mang tên Lời Mẹ Hát, qua giọng hát của nữ ca sĩ Thu Mây. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn cho ca sĩ Thu Mây. Thank you.
Xin cảm ơn giọng hát của nữ ca sĩ Thu Mây. Vâng ạ, quý vị thấy một cái làn điệu dân ca ví dặm mà nó có sâu sắc, và những cái lời hát trong đó thực sự mà nói là những cái nghệ nhân cũng như là những người viết ra những cái ca khúc này, thì quý vị thấy những cái ca khúc như thế có đi sâu vào lòng người quý vị không ạ? Xin quý vị, chúng ta sẽ hướng mắt về sân khấu để chào đón top nữ của câu lạc bộ dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh tại Cộng hòa Séc. Ca khúc được mang tên Cô Gái Mở Đường. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tổ quốc yêu thương cho xe thẳng tới chiến trường.
khuya sương rơi ướt áo, tiếng hát đài vang đồng cây rừng. Mặc một hơi báo sáng mịn mùng, em vẫn mở đường để xe đi tới. Yêu biết bao cô gái vui ngày đêm mở đường. Rừng trăm hoa đua nở, chẳng có hoa nào bằng. Em đi săn rừng, em đi bản núi, em như con sói ngơ cháy không ngừng. Em đang mơ niềm chặng đường, để những anh hùng tổ quốc yêu thương có công cùng chiến thắng thù. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa để cảm ơn tới top nữ của câu lạc bộ Ví Dặm Hội Nghề Tính tại Cộng hòa Séc ạ. Thưa quý vị, các chị phải rất cố gắng để có một tiết mục như vậy. Và bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ một lần nữa thay đổi không khí với một ca khúc vui hơn. Chúng ta sẽ đến một ca khúc cũng rất vui được mang tên Chiếc Khăn Piêu với một người đã có rất nhiều đóng góp cho câu lạc bộ Ví Dặm. Xin mời giọng hát của chú Quốc Khánh. Xin mời quý vị chúng ta một tràng pháo tay thật lớn ạ. Nghe con chim cúc cu kia nó hót lên một câu rằng có một nàng chim trong rừng lạc trong rừng kiếm trong rừng chiếc khăn piêu. Chiếc khăn piêu theo chị Hồng để gió cuốn bay về đâu. Chiếc khăn piêu theo chị Hồng nhờ gió cuốn bay về đây vững trên trời. À chị ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này núi này đừng tìm trong rừng lạc trong rừng nát hoa rừng khăn piêu đời. À ơi có phải để là mối nối duyên nhau thời tôi giờ tiếng tôi vang rừng núi.
Vâng ạ. Ở trong câu lạc bộ Ví Dặm thì Lê Hoàng cũng như các anh chị nói đây là giọng hát không tuổi của câu lạc bộ Ví Dặm thưa quý vị. Thì ngày hôm nay các anh các chị cũng như là các vị đại diện của hội cũng đã có mặt ở đây để cùng chung vui với bà con, chung vui với quý vị. Đặc biệt hơn nữa là Hội Người Nghệ Tĩnh tại Brno và Morava cũng đã có một câu lạc bộ Ví Dặm ở đó. Và hôm nay thì các anh các chị trong câu lạc bộ Ví Dặm cũng đang có mặt ở đây. Xin quý vị, chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiết mục của câu lạc bộ Ví Dặm đến từ Brno và Morava. Xin mời. Anh ơi em ơi anh tình thầm quê hương em nghệ tình trong lam và hồng lì nhiều đường chân người đi. Vâng ạ, các chú các bác hâm mộ quá cho nên là các chị đang múa vẫn lên tặng hoa như thường. Vỗ tay cho đội múa cũng như múa hát câu lạc bộ Ví Dặm tại Brno và Morava được không quý vị? Thưa quý vị, một bài hát được rất nhiều các quý vị, những người con xa quê rất là yêu thích. Ca khúc được mang tên Câu Đợi, Câu Chờ. Ngay bây giờ đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với một giọng hát, một người con du của xứ Nghệ chúng ta. Và là người rất là tích cực trong câu lạc bộ Ví Dặm Nghệ Tĩnh tại Cộng hòa Séc. Thưa quý vị, giọng hát của chị Minh Liên. Xin quý vị một tràng pháo tay chào đón ạ.
bên bờ sông La, anh nghe câu hò ví rằng để một đời anh đi xa, để ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy con đò đưa tiền một người nữ khách qua sông, người ơi sao mà sâu nặng câu thương câu đợi câu chờ. Nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông con đó, câu hò quê mình mộc mạc mà thương. Ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường câu hò vì dặm cho anh đầy mơ. Trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông con đó, câu hò quê mình mộng mạc mà thương. Ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường câu hò vì dặm anh thương, anh thương tròn. Ngày ấy bên bờ sông La, anh nghe câu hò ví dặm để một đời anh đi xa, để ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy con đò đưa tiền một người nữ khách qua sông, người ơi sao mà sâu nặng câu thương câu đợi câu chờ. Nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông. Câu hò ví dặm cho anh nhiều mơ ước. Nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông con đó, câu hò quê mình mộc mạc mà thương. Ngày xưa anh nẻo đường câu hò ví dặm anh thương trọn đời. Cây gừng muối mặn đừng quên hết ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, rất nhiều sáng tác mới về quê hương xứ Nghệ được cách tân
và được rất nhiều nhạc sĩ trẻ hoặc là ca sĩ trẻ yêu thích. Một ca khúc mà có lẽ là quý vị thấy gần đây ở trên mạng xã hội rất là nổi tiếng. Và đây là một cái sáng tác rất phá cách của một nhạc sĩ trẻ, nhạc sĩ có cái tên rất là nổi được mang tên Cáp Anh Tài, với một ca khúc rất hay được mang tên Đừng Trách Câu Ví Dặm. Và bây giờ thì cho phép Lê Hoàng xin được gửi tới quý vị ca khúc này ạ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sông lam xanh vơi vợi, sương giăng mơ chân trời, mây ngang trên đỉnh non xa. Vì câu ví dặm hôm qua, lời thương anh còn giữ hay đã theo em về biển biệt xa xôi. Câu ví dặm mãi ơi còn vương bao năm chờ đợi, em thương à anh rồi, em nọ dần anh mô rửa mà này nặng chạy bài cô vang bên nỡ bên đi buồn trở về. Còn lại đây hoang vắng khi con sông đưa thuyền rời xa, chiều lang thang lê bước bâng quâng giữa mây trời thưa tha. Đã mấy mùa đi qua rằng anh chưa trở lại, rồi em biết sao trao câu ví dặm cho ai. Người nơi phương xa đó quên đi bao câu thề ngày xưa, để riêng anh đơn bóng thêm nhiều hắt đôi bờ nắng mưa. Đành trách người thôi đừng trách câu ví dặm, ai đành rơi câu hát nơi đâu hững. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xanh vời vợi, sương răng mơ chân trời, mây ngang trên đỉnh non xa. Vì câu ví dặm hôm qua, lời thương anh còn giữ hay đã theo em về biển biệt xa xôi. Câu ví dặm mãi ơi còn vương bao năm chờ đợi, em thương à anh rồi, em nọ dần anh mô rửa mà này nặng chạy bài cô vang bên nỡ bên đi buồn trở về. Còn lại đây hoang vắng khi con sông đưa thuyền rời xa, chiều lang thang lê bước bâng khuâng giữa mây trời thưa tha. Đã mấy mùa đi qua rằng anh chưa trở lại, rồi em biết sao trao câu ví dặm cho ai. Người đời phương xa đó quên đi bao câu thề ngày xưa, để riêng anh đơn bóng thêm miêu hắt đôi bờ nắng mưa. Đành trách người thôi đừng trách câu ví dặm, ai đành rơi câu hát nơi đâu hững hờ. Còn lại đây hoang vắng khi con sông đưa thuyền rời xa, chiều lang thang lê bước bâng khuâng giữa mây trời thưa tha. Đã mấy mùa đi qua rằng anh chưa trở lại, rồi em biết sao trao câu ví dặm cho ai. Người nơi phương xa đó
đành trách người thôi, đừng trách câu vì dằm. Nơi đâu hững hờ, đành trách người thôi, đừng trách câu vì dằm. Ai đành rơi câu hát, nơi đâu hững hờ. Thì xin mời quý vị chúng ta lại được lắng nghe một giọng hát nữa của thành viên câu lạc bộ Ví Dặm Nghệ Tĩnh tại Cộng hòa Séc, giọng hát của ca sĩ Thanh Mai. Người Hà Tĩnh thân thương, gọi
Xin được cảm ơn giọng hát của chị Thanh Mai, một ca khúc rất là mượt mà. Và sau đây thì xin mời tất cả anh các chị, chúng ta sẽ cùng remix với ca khúc Chào Em của Hải Lam Hồng nhá. Em mời anh Hải lên sân khấu luôn. Cánh tay của bờ ra hạ đâu nhé. Anh tay đâu, tay đâu, tay đâu. Xin cảm ơn, lên đâu. Cánh tay của bờ ra hạ đâu. Hey, hey, hey. Bờ ra hạ đâu, cánh tay của bờ ra hạ đâu. Bây giờ là vui thôi ạ. Và bây giờ thì chúng ta cùng lên sân khấu ạ. Cùng vui với những bản nhạc remix kéo dài đi ạ. Tay đâu, tay đâu, tay đâu. Nhạc lớn lên đi, nhạc lớn cánh lên. Tay của bờ ra hạ đâu. Thế tớ bon trên dặm đường, giữa làng quê ta băng qua ba suối đèo đổi đường, mà sẽ ta bon ra chiến trường. Chào em cô gái Lam Hồng, giữa tiếng bom giao đạn rồi vẫn nghe vang vang câu hò trên đường. Tiếng vui lớn tỏa lát trên quê ta, đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua. Hồng Linh ơi, đỉnh cao bay vờn, đã cùng em từ nhiều đêm thức tròn, đôi tiếp những mảnh đường quê nhà, đường rộn ràng những chuyến xe qua. Tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm, tiền phương tay lái và tình em đảm đang. Thế ta bon bon đi trên đường, lòng vui như mơ hồi, đường quê em đưa như thời gì hết bao tâm tình. Lừng lờ đèn rằng roi lửa soi, để em đi thông đường kìa, gà rừng vàng gay cuối đường, vượt đèo ngàn ba nơi, tay lái ta dồn lên lời ca. Người cô gái trên đất Lam Hồng, môi dặm sẽ qua lòng anh càng thấu tỏ, dù thế anh chạy đêm chạy ngày cũng chẳng bằng tình nghĩa em, vì miền Nam bao yêu thương, đi thông đường để những chuyến xe qua. Hòa chung tay lái em đã góp công ngày đêm trên tuyến đường. Hey, nhạc lớn hơn một tí đi em.